cán bộ thuộc Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh đã đến nhà một người dân ở phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, tiếp nhận và đưa con chăn gấm về trạm cứu hộ động vật hoang dã ở Củ Chi, chăm sóc trước khi thả về tự nhiên. Con chăn gấm này là chăn cái, nặng khoảng 11 kg, dài gần 3 m, có tên khoa học là Python reticulatus, thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà Lê Thị Tuyết, 45 tuổi, quận 12, cho biết hơn 3 năm trước, chồng bà được một người bạn cho một con chăn. Chăn được nuôi trong chuồng. Đến nay con chăn có cân nặng khoảng 11 kg. Bây giờ gia đình không nuôi nữa và không muốn bán nó cho người ta làm thịt, nên giao cơ quan chức năng nuôi dưỡng, bảo tồn.